Dạ, xin chào anh chị nha. Em An xin chào anh chị đến xem kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Em rất vui khi được gặp lại anh chị trong video lần này. Hôm nay em có mặt tại ấp Thanh Bình 1, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre để gửi tới anh chị một sản phẩm đất nền có thổ cư mặt tiền lộ nhựa ở đường này nè. Đó, con đường này á là đường huyện Mỏ Cày 30. Đường huyện Mỏ Cày 30 anh chị ha. Lộ nhựa xe tải mình lưu thông thoải mái luôn anh chị. Còn đây là sản phẩm của mình nè. Tổng diện tích là 365m2. Mặt bằng thì cao ráo ngon lành lắm anh chị. Đó, mình có 50m thổ cư nha, còn lại đất trồng cây lâu năm. Mình có thể lên thổ cư vẫn được. Đó, lên toàn bộ hết anh chị. Giá lên thổ cư khu vực này là tầm khoảng 600.000 trên 1m. 600.000 trên 1m ha. Chiều ngang là từ bên đây nè, từ bên trụ này ha, mình ngang qua là 5.5. Cánh bên đây sâu vào là gần 40m. Cánh bên đây sâu vào 20m. Bắt đầu mình nở hậu ra 12.6. Nở hậu chung là 12.6. Cái khu vực đó, đó là rất là rộng anh chị. Giống như là hình chữ L ha. Cánh đây sâu vào 20. Bắt đầu mình nở hậu ra mé bên tay phải của mình. Tổng diện tích là 365m2, mình có 50m thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Vị trí này á, anh chị di chuyển hướng này là tầm khoảng 1.5 cây số thôi là mình tới được mũi tàu của chợ Xếp, quốc lộ 60 đi ngang qua. Đó, gần đó thì mình có chợ, trường học, ủy ban, khu đô thị và cụm công nghiệp Tân Thành Bình. Đó, khu vực đang rất là phát triển luôn anh chị. Khu đô thị và cụm công nghiệp Tân Thành Bình. Tầm khoảng 8 cây số thôi là vào được trung tâm của thành phố Bến Tre. Từ bến xe miền Tây mình chỉ di chuyển về đây á là khoảng 90 cây ha, lanh quanh là 90 cây. Còn ngay mũi tàu của chợ Xếp anh chị quẹo trái á là mình trở về hướng thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam. Có thể đi biển Thành Phú nè, qua bên Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, thông thương rất là nhiều nơi anh chị. Con đường lộ nhựa này á là hiện tại là đường liên các ấp của xã Tân Thành Bình. Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Thành Quả 1, Thành Quả 2, Tân Long 1, Tân Long 2, Tân Long 3. Đó, thông thương rất là nhiều nơi nha. Nhưng mà tương lai á là sẽ trở thành một con đường liên huyện. Liên huyện anh chị. Hướng này mình đi ngay đó đó là có ngã ba. Mình quẹo trái là trở về Tân Long 3, Tân Long 2, Tân Long 1, quốc lộ 60 cũ và quốc lộ 60 mới. Có thể đi thành phố Bến Tre cũng được đó. Còn nếu đi thẳng á là mình xuống tới chợ Vàm Nước Trong, bến đò Vàm Nước Trong. Ngay gần khu vực đó là tương lai là chuẩn bị là sẽ có một cái cống gọi là cống Vàm Nước Trong, kết nối từ Mỏ Cày Bắc với Mỏ Cày Nam. Bên kia là thuộc xã Đình Thủy, huyện Mỏ Cày Nam anh chị. Bên đây là xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. Đó, tuyệt vời anh chị ha. Đường lộ nhựa. Tên gọi con đường này á là đường huyện Mỏ Cày 30. Đường huyện Mỏ Cày 30 nha. Dạ rồi, em mời anh chị mình vào trong. Hướng đất của mình là hướng chính nam. Bên đây anh chị. Cái đường dây điện thì nằm bên kia ha. Đường dây điện nằm bên kia. Trước đất của mình nè, hàng xóm nè. Anh chị thấy không? Xe tải. Ở đây thì bà con về bên dừa đó. Rất là nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh về bên dừa. Rất là nhiều luôn anh chị. Đường điện, nước máy, wifi đầy đủ hết. Bên đây nhà hàng xóm nè. Cánh đó nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm. Cánh đây nhà hàng xóm nè. Cánh đó thì lò dừa, tiệm sửa xe, thì xì ba, tiệm tóc rồi. Tiệm tạp hóa ngay khu vực đó cũng nhiều lắm. Để rồi mời anh chị vào trong nha. Cái mặt bằng bên trong của mình nè, hiện tại là bằng với mặt đường lộ nhựa luôn rồi. Đẹp anh chị ha. Dạ, ở trong mình nhìn ra nè, ngoài đó là mặt tiền đó.
ngoài đó mặt tiền ngang 5.5, cánh bên đây sâu vào nè là gần 40 mét, còn cánh bên đây sâu vào 20 mét tới này, à, tới cái trụ này nè là bắt đầu mình nở hậu ra, bên kia là nửa mương. Dạ, nguyên cái khu vực này á là rộng anh chị ha. Đó, nếu mà thiết kế nhà đó thì mình cũng rất là nhiều cách để mình thiết kế nhà. Trước đây thì mình làm sân, mình đậu ô tô. Đó, còn phía sau đây thì mình làm phòng ngủ, rồi bếp, toilet. Đó, không gian sinh hoạt chung ở đây. Tuyệt vời anh chị ha. Nhà này thì chủ đang dọn đi. Đang lấy đi, chủ xài gì thì chủ lấy đi ha. Trả mặt bằng lại cho mình. Dạ, chiều dài tới đây. Đó, có ruộng ranh rõ ràng nha, hiện tại là sổ sẵn luôn. Hậu của mình á là nở hậu chung là 12.6 ngàn mà tinh kìa. Cái này là cái mương, cái xẻo mình có thể xả thải thoát nước xuống đây ha anh chị ha. Đó, cái mương, cái xẻo có nước lớn, nước ròng ra vào thoải mái luôn. Còn mặt bằng chỗ này nè. Đó. Mình móc đất đắp bờ bình đồng, đắp qua vòng vòng á, còn ở giữa mình bơm cát vào. À, chi phí là mặt bằng là loanh quanh là tầm khoảng vài chục triệu anh chị, trung bình là khoảng 30 triệu là mình có một cái mặt bằng đẹp thôi. Tại vì đất mình là 90% là đất thịt đây, còn chỉ có một cái ao nhỏ này thôi, về mình bơm lên anh chị. Dạ, trong mình nhìn ra nè, đẹp quá anh chị ha. So với đất nền, mặt tiền, đường về như vậy là rộng rãi, thông thoáng này, thích hợp cho hai vợ chồng trẻ ha. Về đây mình có thể đậu một bọc bằng nè, mình có thể vừa kinh doanh vừa mua bán, mình có thể đậu ô tô nè, rồi phía sau mình cất nhà rộng rãi nữa. Bây giờ mình lấy sổ cho anh chị mình xem nha. Dạ, đây là sổ mình nè anh chị. Địa chỉ là ấp Thanh Bình 1, xã Tân Hành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 364,9 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn mình có 50 m, còn lại đất trồng cây lâu năm 314,9 m². Thời hạn sử dụng đất ở thì lâu dài, đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 30/4/2048. Ở đất mình có 57,7 m thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, lộ giới đó anh chị. Bên đây là sơ đồ nè, hướng đất của mình là hướng chính nam ha, chiều ngang là 5.5 m. Trên sổ hiển thị đường là đường huyện Mỏ Cày 30. Chiều dài bên trái đất á là gần 40 m, bên phải đất là sâu vào là 20. Bắt đầu mình nở hậu ra ha, nở hậu chung là 12.6. Như anh chị thấy á, là hiện tại là mình có sổ sẵn nè. Còn quy hoạch khu vực này á là không có vướng quy hoạch nào của nhà nước ha. Mình có thể lên thổ cư, lên thổ cư toàn bộ ha anh chị. Giá lên thổ cư khu vực này á là trung bình là 600.000/1 m. 600.000/1 m nha. Còn giá chủ kêu bán á là 2.500.000/1 m². 2.500.000/1 m². 2.500.000/1 m² nha. Tính ra tổng hết luôn á là 910 triệu. 910 triệu là mình sở hữu một mảnh đất có thổ cư. Giá này thì chủ báo mình còn có thể thương lượng được nữa anh chị. Còn có thể thương lượng ha. Sổ sẵn, có thể thương lượng, gặp trực tiếp ngay chủ để mình thương lượng. Mặt tiền lộ nhựa rất là sáng anh chị ơi. À, tuyệt vời anh chị ha. Đèn nắng sáng luôn. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn anh chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Và hẹn gặp lại anh chị tại vị trí sản phẩm đất nền, mặt tiền lộ nhựa. Tuyệt vời ngày hôm nay nha. Bye bye, bye mọi người.